Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 94 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của phần 94 này là sang hài nản. À, bây giờ cái ba cái chữ Hán này là sang hài nản là thượng hải nam này mình sẽ để nguyên mình không có dịch nghĩa ra vì chính cái cụm từ này nó đã tạo sự hiểu lầm giữa một cái hành khách và một nhân viên ở trong ga xe lửa cho nên bây giờ mình tạm thời mình để nguyên ở đó chút xíu sau khi các bạn nghe xong khi mà vào trong bài rồi cuối bài mình sẽ dịch thì mọi người sẽ cảm thấy nó thú vị hơn đầu tiên cũng mời mọi người hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước hai lần một lần chậm và một lần nhanh rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé xin mời mọi người bắt đầu nghe nào 上海南小陈在火车站工作一天有个老奶奶 <laughs> 来问他，小伙子，上海南怎么走？小陈看老奶奶行动不太方便，就扶着她从贵宾室里走，并一直把老奶奶送上了去海南的火车。结果，老奶奶的孩子在上海南站等了一天，也没有接到人。中文很奇妙。 断句的地方不一样，意思就不一样。像这个“上海南”，可以理解为“上海南”，就是去海南的意思；也可以理解为“上海南”，就是上海南站的简称。老奶奶想去上海南站，但小陈理解成了老奶奶想去海南。 结果，好心帮了倒忙。上海南，小陈在火车站工作。一天，有个老奶奶来问他：“小伙子，上海南怎么走？”小陈看老奶奶行动不太方便，就扶着她从贵宾室里走。 并一直把老奶奶送上了去海南的火车，结果老奶奶的孩子在上海南站等了一天，也没有接到人。中文很奇妙，断句的地方不一样，意思就不一样。像这个“上海南”，可以理解为上“上海南”，就是去海南的意思；也可以理解为“上海南”。 就是上海南站的简称。老奶奶想去上海南站，但小陈理解成了老奶奶想去海南，结果好心帮了倒忙。Và vừa rồi mọi người đã nghe và nắm được nhiều không ạ, bây giờ mình giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. cái tựa đề cái chủ đề này mình vẫn để ở đó sang hải nam là thượng hải nam đó vẫn để đó xèo chấn trai hồ sơ trang cung do xèo chấn là tiểu trần trai hồ sơ trang cung do làm việc ở ga xe lửa hồ sơ là xe lửa hồ sơ trang là ga xe lửa như vậy là ở ga xe lửa làm việc tức là làm việc ở ga xe lửa nếu người miền bắc thì sẽ gọi là ga tàu hỏa gì đó rồi Xeo chấn chơi hồ chơi tràn cung dô. Y thiên là có một hôm. vô cơ lõ nài nài. Trước đây chúng ta học nài nài có nghĩa là bà nội. Nhưng nài nài cũng có nghĩa là một bà cụ. Lõ nài nài là một cái bà cụ lớn tuổi thôi. Dù cơ lão này nay lại quên tha, có một bà cụ đến hỏi anh ấy. Xéo hồi xưa sang hài nản cho mất chỗ à, Cậu thanh niên ạ. À. Sang hài nản là đi Hải Nam thì đi làm sao bây giờ chúng ta lưu ý từ sang trước đây mình học có sang là đi lên ví dụ sang lỗ là lên lầu sang phế chí là lên máy bay sang sáng là lên núi sang sớ là lên xe còn sang là danh từ chỉ phương hướng ở nó bên trên à, sang là ở trên của trái lỗ sang tôi ở trên lầu tha cha trái sang sang nhà này ở trên núi như vậy từ sang này ngoài cái nghĩa là đi lên hoặc là danh từ ở trên nó còn một nghĩa khác nữa là đi Ví dụ người Trung Quốc gặp nhau người ta có thể hỏi Nì sang nạ? Bạn đi đâu vậy? Thay vì nì suy nạ hay nì suy nả lì nì sang nạ? Cũng được, như vậy sang có nghĩa là đi Sang hài nản cho mơ Sang hài nản cho mơ chỗ à, Cậu thanh niên à Đi Hải Nam thì đi làm sao vậy? Tức là ngồi xe Chuyến nào rồi là mua vé ở đâu như thế nào thế nào đó Sang hài nản cho mơ chỗ thì sang đây là động từ đi à, đi hải nam thì đi làm sao xèo chển khan lão nài nai xiển tung của thai phan tiểu trần nhìn thấy bà cụ trông thấy bà cụ xèo chển khan lão nài nai xiển tung là hành động tức là đi đứng đi lại á của thai phan Pen là không có tiện lắm tức là do cụ lớn tuổi nên đi chậm rãi rồi chống gậy rồi hay gì đó và có thể đi chậm và dễ té nữa cho nên xèo sẵn chắc là có lòng tốt muốn giúp gì đó rồi xèo sẵn khan lỗ này nay xiển tốn âm với việc là hành động thì mình dịch là hoạt động hoặc là đi đứng thôi của thai phan pin không tiện lắm chiêu phủ ra thá phủ là dìu mình dìu ai đó đi rồi phủ chiêu phủ thá bèn dìu cụ ấy sủng quê biên quê biên xưa lý tổ Sống quay biến sư lý chỗ Tức là từ Đi từ đâu nào Đi ra từ ngay chỗ cái quầy Cái quầy tiếp tân á Quay biên Quay bên xưa là cái phòng tiếp tân Phòng tiếp khách á Rồi Sống quay biến sư lý chỗ Từ ở trong cái phòng tiếp khách đó đi ra Rồi sao nữa nào Biên là đồng thời Biên di trữ và vẫn luôn rồi vẫn luôn di trữ là một mạch luôn chứ không có dừng lại, không có ngừng ngắt, ngưng nghỉ. Di trữ bà lão này nay sung sang là suy hài nản tơ hồ chớ và vẫn luôn là một mạch luôn ha. Bà này nay sung sang là suy hài nản tơ hồ sơ. Rồi đưa bà cụ lên cái xe lửa để đi Hải Nam. Bà có nghĩa là mang nhưng mình đừng dịch là mang mình dịch là đưa bả này náy là đưa bà cụ nè, sung sang là, là đưa lên trên xe, sung sang là, suy hài nạn thơ hồ sơ, đưa lên trên cái xe lửa mà đi tới hải nam luôn. cái cách nói này trong tiếng việt mình không có, đối với người á, ví dụ nì bẻ bả hồ quang là bạn đừng có mang tôi ra mà quên, tức là bạn đừng quên tôi nhé, nì bẻ bả hồ quang là, ở đây cũng vậy, bả này nay, bả lõ này nay, sung sang là suy sang hài thơ hồ sơ, thì nếu mình dịch theo cái kiểu của tiếng trung là um, anh ấy và một mạch vẫn luôn rồi hết rồi xong rồi mang bà cụ lên mang bà cụ ra rồi mới đưa lên cái chiếc xe lửa đi hải nam nhưng tiếng việt mình không dịch như vậy được thì mình dịch là đưa bà cụ lên à, chuyến tàu hỏa hoặc là chuyến xe lửa đi hải nam thôi chỉ của là kết quả lão này nay tới ở chưa à tới hải chưa lão này nay tới hải chưa là cái con của cái bà cụ đó đó trai sang hài nản tranh ở cái trạm phía nam thượng hải tầng lê y thiên về mỹ rồi che to rỉnh chờ cả ngày vẫn không đón được người rồi như vậy tới đây ta sẽ hiểu cái sự hiểu lầm rồi sang hài nản có nghĩa là phía nam cái trạm phía nam của thượng hải sang hài ngay đó rồi mình ngưng lại sang hài tên nản chánh ta hiểu như vậy chứ không phải là sang hải nản tức là đi hải nam mà đây là sang hải nản tức là phía nam của thượng hải cái ga xe lửa phía nam thượng hải á cho nên trẻ của là kết quả lão này nay thơ hải là cậu con trai hay là người con của cái bà cụ đó trai sang hải nản cho ở cái trạm phía nam của thượng hải tầng lấy di thế là chờ cả một ngày về mỹ dù che to rỉnh cũng không đón được người tức là không đón được cụ như vậy là có sự hiểu lầm chỗ này rồi xèo chẩn tưởng đâu là sang hài nản tức là suy hài nản nhưng mà ý của cụ đó muốn nói là sang hài nản tức là sang hài nản Trang là cái trạm phía nam của thượng hải thôi đến cái trạm phía nam của thượng hải thôi rồi ở đây nó mới giải thích nè trung quẩn hình sĩ mèo ở trong tiếng trung rất là kỳ diệu sĩ mèo rất kỳ diệu có khi thì mình cũng dịch rất là kỳ lạ rất ảo diệu vậy đó thì tùy mình rồi trung quận hành xỉ mèo cũng rất kỳ lạ cũng được Toàn chi ta ti phán cái chỗ mà mình đoạn câu tức là cái chỗ mình ngắt câu á toan chi là ti phán toan chi là mình ngắt câu rồi ti phán là nơi hoặc là chỗ Toàn chi là ti phán pu dĩ giang cái chỗ mà mình ngắt câu á mà, 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 mà nó khác nhau Di sơ vô ý nghĩa nó cũng sẽ khác nhau Ví dụ mình ngắt chỗ này có nghĩa này Ngắt chỗ khác thì có nghĩa khác đó. Trung quẩn hành xí mèo Toan chư là tì phán vô dị gian Y sơ chữ vô Sang trơ hài nản Sang sang hài nản Giống như là cái cụm từ sang hài nản này Khởi gì lý chè quể Lý chè là hiểu Quể là là Khởi gì lý chè quể có thể hiểu là sang hải nam tức là đi hải nam sang đó là mình ngưng lại mình ngắt chỗ đó sang hải nam tức là sang này là như thế nào chưa xưa suy hải nam thời xưa chính là đi hải nam à, chưa xưa suy hải nam thời xưa về khởi gì lý chèo quế và cũng có thể hiểu là về khởi gì lý chèo quế hiểu là thế nào sang hải nản sang hài nản rồi thượng hải rồi mình ngắt một cái đến chữ nam chữ sơ chính là sang hài nản ran tờ, chèn sơn chèn sơn là cách nói tắt sang hài nản ran tờ, chèn sơn chính là cách nói tắt ở cái trạm phía nam thượng hải sang hài nản ran tờ chèn sơn lão này sang chi sang hài nản ran cái bà cụ đó là muốn đi đến cái trạm phía nam của thượng hải thành phố thượng hải thôi ga nam của thành phố thượng hải lão này nói xèn chi sang hải nán tranh tan xèo chển lý chè chẩn lơ nhưng mà tiểu trần đã hiểu thành lý chè chẩn lơ là đã hiểu thành hiểu thành cái gì lão này nói xèn chi hải nán bà cụ đó muốn đi hải nam Chế của là kết quả hào xin băng là tao mảng, hào xin đây là lòng tốt, băng tao mảng tức là đã giúp nhưng mà gây ra thêm phiền, giúp mà gây thêm phiền như vậy kết quả là lòng tốt đã giúp mà còn gây thêm phiền, thì đó là cái nội dung của bài vừa rồi các anh chị nghe và nắm rõ không ạ? À? À, nếu ai có cái thắc mắc điều gì đó cứ viết ra phần comment mình sẽ trả lời cho các anh chị trong thời gian sớm nhất. Và sau đây mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần nữa. Các bạn có thể nghe nhiều lần cũng được, nghe đến thuộc và kể lại được luôn thì sẽ rất là thành công. Shanghai HẢI Nam Tiểu lão 就扶着他从贵宾室里走，并一直把老奶奶送上了去海南的火车。结果，老奶奶的孩子在上海南站等了一天，也没有接到人。中文很奇妙，断句的地方不一样，意思就不一样。像这个“上海南”，可以理解为上“上海南”，就是去海南的意思。 也可以理解为上海南，就是上海南站的简称。老奶奶想去上海南站，但小陈理解成了老奶奶想去海南，结果好心帮了倒忙。祝 mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mù dịch bệnh này, chúc mọi người cùng với gia đình được khỏe mạnh, an lành. Mọi người cho thầy một like để ủng hộ tinh thần và. Ai chưa đăng ký hãy đăng ký để nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Xin chào mọi người.